Ui kìa, ui, 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 chạy, chạy, chạy đi em ơi, ui, ui. Anh Ngọc Xanh. Anh Vương. Hôm nay có mỗi mình ở trên team à? Vâng. San mê anh em đâu, Minh Vương trẻ trâu với lại các thứ đâu? Chắc là trời nóng quá, San mê Minh Vương rủ nhau đi tắm, đi bơi bơi rồi. Thế sao không đi? Tắm để bơi gì, bên em đang xem cái... Cái gì đây? Ui, đấy. TikTok à? Ui. TikTok cái hình gì đấy? Ui. Có phải Skibili Toilet đâu? Ui, wow. Skibili Toilet mà cũng chơi TikTok à? TikTok luôn. Ừ, để anh xem là có cái gì không? Ui ui, nó đây à? Ui, sao có con gì bán nó này? Ui anh em ơi. Ui, Skibili Toilet cũng có TikTok này anh em này. Ui, có một thằng người loa này em này. Người loa? Nhờ. Ui ui ui. Wow. Đá một phát Skibili nó hết chui xuống Toilet rồi. Ôi thằng người loa đài này có vẻ là hoành tráng nhỉ. À, được đấy. Ô, bây giờ mình mới phát hiện ra TikTok cũng có Skibili Toilet này các bạn. Này là cái thằng ngay tóc xanh qua dám lừa mình. Ê, tưởng ở trong nhà vệ sinh có quái vật, hóa ra là nó dùng phần mềm. Nhưng mà bây giờ xem trên TikTok là cũng có nhá. Ừ. Thằng này hình như đợt này mới lỗi đúng không? Mới lỗi luôn anh. Ui ôi, 700.000 tim này. 10.000 10.000 comment này. Hay nhỉ? Hay là bây giờ ngồi xem TikTok thằng này xem có gì hay không nhá. Ui ơi, ai đấy? Ui, đấy, có thằng người loa thằng nào đấy, anh. Thằng này người camera. Ui, ui, người camera đánh nhau với lại Skibili Toilet này. Ui, Skibili Toilet lắm nhỉ. Ôi nhưng em ơi, sao Skibili Toilet nó có mỗi cái đầu thôi đúng không? Ui, 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 thằng này kinh nhỉ. Ui, em thấy rồi, đấy, nó đấm này. Wow. Hả? Cái thằng này là em biết rồi. Khi mà nó bị đánh ấy là kiểu như là nó sẽ chui xuống gầm cầu. Ôi sao lại có cả người camera hả em? Người nó có camera ở đầu đây. Bây giờ lại phát hiện có cả người camera nữa anh em ạ. Nó gắn cái camera ở đầu anh em ạ. Để xem à. Ui, cái gì đây? Ui. Anh ơi, 2 triệu tim. Kinh nhỉ. 2 triệu tim luôn. Nó cứ subscribe. Nha. Subscribe. Ui, sơn đỏ này. Ui. Ui, cảnh sát cũng chui trong Skibidi Toilet này. Ui. Ui. Đây là một bang hội Skibidi anh em ạ. Ui. Ảo nhỉ, coi là xem tiếp cái khác xem có gì không. Ôi đầu thằng này nó ngoặn rồi. Thằng này nó bí ẩn thế nhỉ. Vâng. Hả? Cái thằng này nó, giờ này nó hot lắm anh ạ. Sao nó hot thế nhỉ? Mà nó thì trông ở dơ, ở giấy nhỉ. Để chui vào cái toilet này. Ở trong cái toilet. Trong thoải mỗi cái đầu ra. Ui, ghê đấy. Ghê thế nhỉ. Để anh em xem tiếp xem có gì không nhỉ. Hình như thằng người camera này là đối thủ của thằng Bikini Toilet tao nhỉ. Chắc vậy. Ấy, ấy, kìa. À, nó toàn tìm cách để nó bắn lên thằng Bikini Toilet rồi thôi. À, em biết rồi, hay là những người kia tạo ra người camera mới là người loa để, ừ, để chống lại. Lại. Ui, 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 thật sự Skibidi Toilet này ghê đấy. Như. Ui, San nhá, khách San đi đâu về đấy? À, 66, 77, rủ nhau đâu ấy? Trời lắng này, đi lên đây về. Hả? Nên rủ anh đi bơi à? Anh bảo đây, đợt gần đây đang xuất hiện một cái thằng Skibidi Toilet đang nổi tiếng trên mạng em ạ. Bọn em có biết thằng đấy không? Hả? Bọn anh đang xem TikTok của nó này, nhiều người xem lắm. Có muốn vào xem tí không? Đi vào đây cho xem này. À, nhìn thằng này bao giờ chưa? Quấy. Nó chui trong toilet ra này, nhìn bao giờ chưa? Hả? Chưa. Thằng này có khi sau này vớ vẩn nó lại có thật cái là San chưa chắc phải đối thủ nó đâu. Ý à? Có muốn xem một tí về TikTok của thằng này không? Để am hiểu về khả năng gọi là sức mạnh của thằng này không? Biết đâu sau nó xuất hiện anh em mình còn có cách mà gỡ gì vậy? Ê, ngồi hết đây xem nào. Ủa, thằng nào đây? Vẫn thằng người camera này. Ui. Thằng này như kiểu võ sư này, đội cái băng đỏ này. Cái toilet này rất là phổ biến. Ờ. Ui, đá phát bay. Ui. Toilet còn có cả chân nhẹ này. Ui, bị thằng nào bóp đây. À, thằng camera. Thằng camera. Chứng tỏ thằng người camera này mạnh phết đấy nhỉ. Mạnh. Xem tiếp à. Ui, giời, lái xe này, đẳng cấp chưa. Ui. Bị một đống Skibidi Toilet nó đuổi anh em ạ. À đây là đội loa thùng. Đội loa thùng đấu nhau với lại đội toilet anh em ạ. Wow wow wow. Ui. Wow. Xoài. Ui ui ui, thằng này nhảy, thằng này nhảy. Cái gì đây? Ui. Bây giờ anh mới phát hiện ra là đội camera này chính là cái đội mà chuyên tiêu diệt Skibidi Toilet. Đấy. Mặc vest trông rất là hoành tráng nha. Ui. Bẻ gãy cả camera luôn này. Anh đã thấy cái thằng này nó trông nó đẳng cấp chưa? Mỗi tội hơi mất vệ sinh nhỉ. Nhưng mà nói chung mấy thằng này xuất hiện thì chắc là không tuổi gì nhỉ. San bên team mình thì nó sức mạnh vô song rồi.
Đấy, nhưng mà có thằng camera anh thấy là mạnh ấy. Thằng đấy nó có cái như kiểu cái máy quay ở trên đầu ấy. Sao vẫn là thằng camera này em này. Ui. Nó thiếu làm xem ạ. Spiderman. Ai giải khét nha. Ui lao vào vỡ luôn camera này. Ủa bay vào chạy. Gặp đúng thằng đẳng cấp em ạ. Ui Skibi tôi đã 6 đầu luôn, 5 đầu luôn. 5 đầu. Thằng này trông camera này trông hoành tráng nhỉ, mặc vest trông xì xò nhỉ. Skibidi. Thằng này nó cứ hát cái bài Skibidi gì đấy anh em ạ. Đấy, thấy chưa? Trông được camera. Ui nó ăn này, nó ăn thịt cả thằng camera luôn. Ui, nó rỉa này. Ui, đấm rồi. Ôi, xả nước. Ai xài. Một ném. Bẻ gãy cổ luôn. Ui. Ghê đấy. Ui, 6 đầu luôn. Ui, 5 đầu, 5, 6 đầu. Ui, Skibidi Toilet Minecraft. Minecraft à? Minecraft. Wow, Minecraft có Skibidi Toilet này. Luffy này. Có cả Luffy à? Có Luffy. Ui, nó đuổi này chạy này. Thằng này như hero đúng không? Luffy này, Luffy chạy này. Cố lên. Ôi, rồi bị khóa rồi, lo đòn rồi. Còn là Skibidi nó dã rồi. Xem cái thằng Skibidi Toilet này, thằng đấy cũng ghê phết đấy. Nhưng mà anh biết là thằng đấy nó sợ một thằng là camera. Camera. Khả năng đợt tới anh em mình phải nghiên cứu xem cái thằng camera thằng nào rủ về team đi. Anh em mình phải cấp, lôi đóng camera về team mà thằng đấy nó có cái camera trên đầu ấy. Ủa, kể đây, có thích xem tí nữa không nhỉ? Hay xem nó tí nữa xem nó còn cái gì hay. Cái gì ấy? Hả? Ui, sao gì trắng mà sao ai chứ? Cái thùng xốp à? Không. Xem cái gì lạ lạ nhỉ? Ô. Cái gì em ơi? Sao ở vườn mình có bao giờ thấy có cái cục trắng trắng ở đâu? Xem coi. Cái gì nhỉ? Từ từ thôi. Cái gì ấy sao anh? Có biết gì không? Xem nào. Vào xem cái gì ấy. Anh thấy cái gì lạ lắm. Ui, sao giống cái toilet ấy vậy? Hả? Sao giống cái toilet ấy? Ui, Skibidi à? Ui, Skibidi toilet à? Ui, chạy em ơi. Chạy đi. Ui. Skibidi toilet em ơi. Em vào trước đi. Nó trốn đâu rồi? Không thấy rồi. Ui, chạy đi em ơi. Ui, chạy đi. Ui, thằng này nó quẹo quá. Chạy. Ui, nó đi rồi em ơi. Thôi để nó đi. Bánh bẻ. Thằng này trông đấy mà nó mạnh hết nhỉ. Nó cứ chui trong đấy không làm gì nó luôn. Sao có nghĩ ghế được chiếc ghế gì không? Thôi bây giờ không đuổi nữa. Để anh em mình nghĩ cái ghế gì ấy là sao tóm nó cẩn thận vậy nhá. Nôi nó ra bằng được. Hello
xin chào tất cả anh em nhá. Anh em ạ, hôm nay mình mới khám phá ra được một cái trò chơi này dùng để cho anh em rất là hay luôn. Ok, tí nữa mình sẽ dùng cái trò này mình tròn dư cà xê và nhất cà tê các bạn nhá. Đấy, nhất cà tê thì nó mới lên với team rồi. Từ hôm đến giờ mình cũng chưa động thủ gì với nó, chưa cho nó một phát nào cả. Đây, hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ dùng cái trò chơi này mình cho nó cho anh em xem nhé. Đảm bảo với các bạn trò chơi này đẳng cấp nhất luôn. Đấy, sẽ nói với các bạn đây là trò chơi dọa ma nhé. Bây giờ mình vào mình sẽ test cái trò này cho anh em xem trước khi mình tròn hai đứa nó. Các bạn cùng đón chờ màn tròn nhé. Ok. Đấy giời, lang thang ở đây làm gì con hả? Lang thang ở đây gì? Hôm nay không có gì ăn đâu nhá. Hôm nay tao tròn đây, không có thích chơi game dọa ma vào tao dậy hả? Thôi đi ra chỗ khác để tao đi chuẩn bị, tao đi tròn đấy. Ok anh em nhá, cái game này nó có tên là The Maze. Đấy, Maze là cái gì? Nghe như kiểu laser nhá. Bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ chơi cái game này cho anh em coi để xem là nó hay ở đâu và sẽ tròn được bằng cái cách nào các bạn nhá. Đấy, cái level 1 này thì đơn giản thôi. Mục tiêu của các bạn là di chuyển cái con chuột màu xanh này đi trong cái ô màu xanh. Nếu các bạn ra ngoài ô màu đen là toạch luôn nhá. Đấy, bị chơi lại rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi cho các bạn xem. Level 1 thì nó đơn giản thôi. Đó, đến được cái vạch màu đỏ là mình thắng nhá. Level 2 thì cái ruột này, cái đường đi này nó bé hơn một chút, mà nói chung là cũng không thể làm khó được mình các bạn ạ. Đường này nói chung là bé nhưng mà nó vẫn là to. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy cái level 3 chưa? Level 3 cái đoạn cuối này trông nó bé tí con này các bạn này. Đấy. Ui. Nói phét cái lại bị thua rồi các bạn ạ. Chơi cái này phải tỉnh táo các bạn nhé. Đây này, cái chỗ này là cái chỗ mà để dùng cho anh em này. Đây, mình sẽ chơi cẩn thận cho anh em xem nhé. Ấy, đến cái chỗ này là đi phải chậm chậm thôi. Tập trung. Đấy, chỗ này mà không tập trung là không chơi được đâu. Anh em thấy cái gì chưa? Đấy, tròn ở chỗ này này. Thực ra cái game này nó là một cái game dọa ma các bạn nhé. Đấy, mình chơi một hai lần rồi nhưng mình chơi lại cho anh em xem mà vẫn giật mình. Đấy, nói chung là cái đoạn cuối ấy, là cần phải tập trung tâm lý để đi cho nó cẩn thận, nhưng mà càng tập trung thì khi cái này nó dọa ra thì đúng rồi, vãi đại. Như mình nghe tiếng mở cổng các bạn ạ, không biết là nó chơi cái trò này bao giờ chưa, hy vọng là nó chưa chơi thì ok. Nhớ là ô anh đang qua đây đó. Đi ấy mà. Đi đâu? Anh đi ăn với đội bạn trên kia em về. Không đi ăn à? Đi gì đâu? Ô, có cái gì ăn đấy? Từ nãy giờ ngồi mình không biết này, mực à? Ai xè, ngon thế nhỉ? Vừa anh ngồi một mình khám phá ra một cái trò chơi này rất hay luôn. Anh chơi mãi mà hôm qua được, bây giờ anh đố mày chơi vượt được cái trò này tối mày một chậu kem luôn. Thật rồi. Thật. Nhưng mà mày phải chơi với anh, ví dụ mày không qua được thì mày phải mời lại anh. Ok, trò này như thế nào, chơi như thế nào mới qua đấy. Nó chỉ là di chuột để vượt qua các chướng ngại vật thôi. À. Vậy trông cái có phết đấy, vừa anh chơi mãi không qua. Thế luôn. Bây giờ là bắt đầu. Ừ. Vẫn được đấy. Bây giờ phải đeo tai nghe, trò này phải đeo tai nghe mà không? Đấy. Ok, bây giờ là em ấn đi. Ấn bảo bắt đầu. Đây, mình phóng to màn hình nhá. Đấy, ấn vào play và chơi, hiểu chưa? Mình quay video này. Anh quay luôn đi để xem mày có đủ tài năng không. Bấm, chỗ đâu ấy? Đây, ấn vào play đây. À đây à? Ấn vào play xong đẩy nguyên. Đấy, bây giờ phải đi làm sao được mà không chạm vạch. Đấy, chạm là thua rồi. Đâu, như nào? Để em ấn play nhá. Rồi. Đấy, bây giờ em đi ở trong cái vùng xanh này đến được vùng đỏ em thắng. Đấy, em ra vùng đen em thua rồi, em hiểu không? Đi bằng cái xanh xanh ấy gì? Bây giờ em ấn đi nhá anh chỉ. Ok. Đấy nhá. Bây giờ em phải đi trong cái vùng xanh này đến được cái vùng đỏ. Okay, em okay. Chỉ cần check ra màu đen phát là em thua lại từ đầu. Ok. Cho chơi 2 lần nhá, 3 lần đi. Đấy, được rồi. Đơn giản. Cứ đi đi. Đơn giản lắm. Một lần nữa. Đấy, đi chậm thôi, không phải đơn giản đâu ạ. từ nào. Nào, thử đi. Nào. Ok. Ủa gì nhanh thế? Em cũng phải là người không biết sử dụng chuột đâu mà. Ai à, kỹ thuật phết nhờ. Ui giời ơi. Màn 3 chỗ này khó là ai, đi cẩn thận thôi, chậm thôi. Ui màn 3 chỗ này khó lắm. Thế này cho 3 lần đi. Cho lần nữa. Đấy, lần cuối nhá. Khó lắm anh em ạ. Thế mới phải nói. Thắng miếng mực thôi mà. Phải đưa anh ăn miếng mực rồi anh thắng mày. Mày tưởng dễ ăn à? Tưởng là nó to đấy. Không dễ đâu em ạ.
Lại đi lại từ màn 1. Ok bạn nha, nhất KT đã phải đi lại từ màn 1 rồi. Đây sang màn 2 rồi. Không phải là nhanh hậu đoạn mà thắng đâu. Cẩn thận có một chầu kem. À. Chầu kem này căng đấy. Căng đi. Màn 2 thì đơn giản thôi đấy. Màn 3 này mới khó này. Chầu kem tay chân. Chầu kem. Cho nhất KT một lần nữa, 4 lần mà không thắng được thì phải chấp nhận thua. Chơi đi. Okay. Chơi lại lần 4 này. 1 Cái 3 là khó nhất đúng không? Cái 3 là khó nhất, cái 3 là nó ruột kiểu ruột gà. Nào nào nào. 2. Ok. Cái này phải cẩn thận anh em ạ. Ủa? Tin ra thì địch mẹ chết ở tay run á. Chậm thôi. Từ. Làm gì vậy? Run tay lắm. Đang thử thách vượt qua cái này để ăn kem. Nào. Run. Để dễ không đi. Lệch này. Lệch. Thôi rồi. Thế là thắng rồi đúng không? Được. Coi như ra đấy là thắng rồi. Rồi ra đây. Hết tồn. Thôi tối đi cho đãi cốc kem rồi gọi động viên. Ông ấy hét và bay cả máy của mình nha. Nhưng mà quả đấy là sợ thật đúng không? Quá kinh luôn. Em đang anh ở đó. Từ ai em ngoài ở chả thế. Yeah, vãi cứt luôn gì gì đấy. Đấy anh em thấy kinh chưa? Ok anh em nhá, đấy. Cho nhất cà tê phát đái quần luôn anh ơi. Tưởng gọi là ăn tiền của mình rồi đấy à? Khác. Cần xê quay thường người khác à? Chơi đi. Cho chơi hẳn 2 lần. Chơi đơn giản thế này. Ai chơi được. Đi nhanh luôn này. Đi nhanh luôn đến tốc độ mà max speed luôn. Đây. Có quay này. Tuổi tôm. Tốc độ. Đoạn cuối thôi, đoạn cuối nó nhỏ thôi. Nó như một con giun nhỉ. Tạch. Ra màu đen. Đen tiếc. Đấy rồi, khéo thế nhỉ. Sao bảo biết rồi? Chơi này nhiều lúc giật mình phết đấy, tưởng đâu kinh vãi anh em ạ. Anh với chị mới đẻ cháu. Thế này em ra đây em chơi đi. Ui chết rồi. Ui trời sợ. Em ơi. Con không đóng cổng vào, con ngáo nó ra mất một rồi. Quên mất lý anh. Mạnh quá. Ôi, cẩn thận. Đâu rồi? Đâu nhỉ? Bây giờ chả biết nó ở đâu mà tìm cơ mọi người ạ. Nhanh thật ấy. Thôi thì bây giờ anh em mình đi tìm tiếp đi.
nó đây, nhà mình ở phía bên kia kìa. Mà nó chạy sang đường quốc lộ ấy thì nó chạy sang bên đây. Ngao. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây. Đây đây. Ngao. Đây, ngao. Ui giời, tìm thấy rồi. Cha mày, mày đi lên xe. Đây đây. Quay đầu đây. Ừ, quay đầu đây. Mình tìm thấy rồi. Cuối cùng thì anh em mình cũng tìm thấy. Lâu rồi mình không cho. Đấy, anh em nhìn thằng nào chưa? Đây là thằng Húp Ghi. Cái thằng này là nó vẫn gọi là mình đuổi nó bao lần rồi nhưng mà nó vẫn cứ quay vào team. Đấy, nó như kiểu là nhiệt tình muốn vào nhưng mà chưa làm được cái trò gì, mình chưa vào. Hôm nay là có nó ở đây, mình đang nghĩ ra một cái ý tưởng, mình sẽ thử thách nó. Ví dụ như là nó mà cho ăn được 404 hoặc là San nào đó mà San đấy sợ thì mình sẽ đồng ý cho nó vào team. Đấy, bây giờ ra để mình xem cái ý tưởng của nó như nào nhá. Mày bây giờ có thích vào team không? Bây giờ nhá, mày chưa làm được một cái gì cho cái team này cả. Thế bây giờ nhá, hôm nay là anh cho mày một cái quyền như này, cho mày tạo ra một cái màn tròn. Tí nữa anh gọi 404 với lại Alpha San lên đây. Nếu mày tròn được một trong hai cái Alpha San với 404 là anh sẽ cho mày vào team luôn, chơi không? Đấy. Thế bây giờ thử nghĩ xem là có cái ý tưởng gì nó hay hay để mà tròn được bọn nó không. Thì biểu diễn cho anh xem. Thế bây giờ em đã nghĩ ra được một cái ý tưởng gì chưa? 404 với Alpha San là không dễ lừa đâu. Đâu, làm cái gì đấy? Hả? Úi giời, làm cái gì đấy? Lấp à? Lấp vào đấy. Sau đợi đội kia lên nhảy ra dọa. Úi giời ơi, tưởng thế nào? Lấp cái kiểu gì mà chân thò ra thế này? Thò ra nó biết thừa, hiểu chưa? Đấy, phải lấp kiểu gì mà nó không phải lấp kiểu gì mà nó không nhìn thấy. Đấy, úi giời. Đâu rồi? À, đâu rồi. Lần này thì đúng là không thấy gì rồi. Cũng được ấy, nhưng mà anh thấy nó có vẻ nó đơn giản quá. Nhảy ra như thế chẳng may mà nó không sợ nó đấm một phát nữa vào đây thì tím mắt à. Thực ra Húp Ghi này mình nghĩ là không có một cái ý tưởng gì để cho được 44 đâu. 44 nó tỉnh lắm. À, em Húp Ghi có cái khả năng gì đặc biệt thử cả ra đây xem nào. Thế có cái ý tưởng gì hay mà em có cái khả năng đặc biệt gì xem nào. Lồi chỗ nào. Hả? Sức mạnh á. À, biến được thành khổng lồ. Thật ra trông như này mà biến được thành khổng lồ á. Thế tí được biểu diễn cho anh Phát xem nào nhá. Xem nếu mà phải biến được thành khổng lồ thật á thì cực kỳ là hay luôn. Biến thành khổng lồ dọa nó thì nó mới sợ, em hiểu không? Bây giờ biểu diễn cho anh xem cái nhá. Đúng rồi, biến đi xem nào. Ui thằng Húp Ghi nó biến to được anh em ơi. Ui thằng này đẳng cấp nhỉ. Cái sức mình khinh thường nó mà bây giờ nó chơi được cả khổng lồ này. Rồi ok được rồi. Em đi xuống dưới này, được rồi. Biến thế được rồi, đi thu nhỏ. Được. Em phải nói là chất. Anh em ạ, Húp Ghi phóng to thành khổng lồ luôn. Mình lần đầu tiên biết cái khả năng này của nó. Khả năng với cái khả năng khổng lồ này, khả năng là tròn 404 với lại Alpha San là một cái điều dễ dàng luôn. Có bây giờ nha anh nhá. Bây giờ em lấp sau cái này cho anh. Xong là anh sẽ gọi 404 với lại Alpha San lên, hiểu chưa? Đợi hai đứa nó không để ý mà cứ lang thang ở chỗ sân này, em phóng to lên cho anh, hiểu chưa? Sau em nhảy ra em dọa cho chúng nó sợ đái quần luôn. Nếu mà chúng nó sợ chạy em, anh tuyển em nó vào team, chưa? Rồi bây giờ nhá, thì em cứ ra đằng sau em đứng đi để anh gọi cho Alpha San mới lại 404 lên nhá. Này mình đã nghĩ ra một cái màn tròn cực hay, bây giờ mình gọi 404 với Alpha San lên đây để cho Alpha San hôm nay sẽ biến Húp Ghi thành khổng lồ tròn nhá. Đấy, lâu rồi mình không làm clip tròn nên là khả năng từ bây giờ trở đi ấy là mình sẽ làm những cái series tròn đấy anh em trong team. Anh em tìm sàn đấy để cho anh em xem cho nó vui, thấy chưa? Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ video ủng hộ mình nha. 404 à? Ừ, anh bảo đây, trên nhà đang có một con yêu quái nó đang trốn quanh nhà ấy. Khả năng em lên trên này em bắt cho anh ấy. Gọi cả Alpha San lên đây bắt nhá. Con này thoát ẩn thoát hiện kinh lắm. Ừ, lên luôn nhá. 2000 years later. Oh, 404, yeah, excellent. Ui, Alpha San. Hello hai anh em. Sai. Ui. Alpha San này lâu lắm trốn đi đâu đấy, dạo này đi đâu đấy? Dạo này ở nhà học rồi. Kinh nhỉ, chăm chỉ nhỉ. Hai anh em ở đây rồi, anh bảo này. Vừa nãy anh gọi lên là có một cái con quái vật. Nó xuất hiện ở vườn. Nhưng mà cứ thỉnh thoảng nó mới hiện ra thôi, hiểu chưa? Anh đi vào nhà thì nó lại bắt đầu nó ra sân, nó hò hét. Anh mở cửa ra nó lại biến mất. Đấy, nhưng mà bây tầm này là khả năng là nó đang biến mất rồi. Chỉ một lúc nữa thôi. Nào, vậy em sẽ thấy nó xuất hiện. Bây giờ nhá, anh bảo nhá.
anh em mình sẽ đi vào nhà chờ, khi nào mà có tiếng động ấy là anh em mình nhảy ra sân, hiểu chưa? Đấy là bắt nó luôn. Đấy, đi, để anh em đi vào trong nhà đi, không nó biết. Ui, em ơi. Có tiếng động, có tiếng động, có tiếng động lạ rồi. Khả năng là nó đến rồi đấy. Bây giờ nhá, bây giờ ai xem trước? Em là lớn thì em phải ra trước thì em lại để thằng An Phát San em ra trước à? Hay bây giờ tất cả cùng ra một lúc nhá. Đi, đi ra. Ta đi. Tôi. Anh nghe tiếng động ở vườn cơ chứ không phải đây đâu. Khả năng ở ngoài vườn. Hụi ra. Hụi ghi á. Ô sao lại có là hụi ghi nhỉ? Ui em ơi. Hình như nó đang phóng to kìa. Ui. Ui nó. Có phải hụi ghi, hụi ghi làm sao phóng to như này được? Khả năng con dình đập vào hụi ghi rồi. Ui, nó phóng to hơn cái nhà rồi em ơi. Ôi không ổn đây, xử lý thôi. Ui dồi. Anh Phát Giang. Ui bố không ổn kìa. Ui thằng hung ghi nó khỏe thế nhỉ. Giết nó đi. Ui hai thằng tấn công. Ui nó lại biến mất rồi. Nó biến ra đằng sau rồi em ơi. Ui bố không ổn. Em thấy thằng này lợi hại chưa? Đấy, thấy chưa? Nó là hình hút ghi nhưng mà không phải hút ghi đâu. Hút ghi không biến thành khổng lồ thế được đâu. Ui, nó đi đâu nhỉ? Chết rồi. Để xem nào. Anh em mình xem nào. Hình như là nó lại thoát hiểm ra đằng sau rồi. Ui ơi. Sao nó lại thu nhỏ rồi? Thằng này không phải hút ghi đâu. Anh em vào bắt nó. Nó lại biến mất rồi em ơi. Rồi sao chăn thì anh em ơi. Ủa? Nó đi đâu rồi? Lạ nhỉ. Toang thật. Anh em đi coi. Anh em có sao? Bị đánh không sao? Hả? Có thấy gì không? Chắc nó đi đâu rồi. Chắc là nó đi rồi em ơi. Thôi đi vào đi. Đi vào đi. Ui đi vào nhà đi em ơi. Ôi, bình tĩnh, không được. Ôi, không phải. Tôi kia bố có một, nhầm. Này, nhầm. Ui, nhầm. Ở đây hút ghi mà, hút ghi. Vừa lấy anh em biết ai cho đâu. Vừa lấy là thằng hút ghi. Hút ghi nó cho đấy, hiểu chưa? Đấy, cái gì? Mày làm gì? Ui, đây là thằng hút ghi. Không phải là quái vật đâu. Nhưng mà thằng này nó có khả năng anh mới phát hiện ra là nó biến thành khổng lồ, hiểu chưa? Nên là anh nhờ cho nó cho em ấy. Ây giời ơi. Thế mà đã được đấy, thành công rồi đấy. Nhưng mà anh thấy nó vẫn chưa sợ, nó vẫn đánh được mày. Nhưng khả năng là cái thử thách này của mày chưa ok đâu nhá. Còn lần sau phải cố gắng. Đi đâu đây? Ô, ủa dỗi rồi em ơi, nó dỗi về rồi. Ui, Ski Mini kìa em ơi. Ui chết rồi. Ra đây, bắt nó. Thằng này đâu xuất hiện này. Ui nó ở trên cao đấy. Ui, nó đi rồi. Ôi em ơi, chết rồi. Khả năng bọn Skibidi này nó theo dõi anh em mình rồi. Toang rồi. Thôi anh em đừng về nữa. Ở đây đi, không tí nó kéo quân đến đấy. Hiểu chưa? Đi vào nhà đi. Đấy anh em ạ, ngày hôm nay mình đang ở trên team. Đấy, hôm qua rất là bực mình luôn. Anh em nào xem cái clip hôm qua của mình thì biết thằng Serbian Lady hình như nó nhập vào 404 hay sao ấy. Tự nhiên 404 cứ nhảy lò cà lò cò đúng cái điệu nhảy của Serbian Lady luôn. Đấy, nên là mình đang nghĩ là Serbian Lady nó đang đứng ở đằng sau vụ này. Nó đang định bắt 404 về team của nó để chống phá anh em mình. Đấy, mình rất là cay luôn. Bây giờ đang ở đây và gọi anh em lên để nghĩ kế làm sao để đưa 404 trở lại. Khả năng ấy mình sẽ phải đưa 404 trở lại về đúng với thân thể của nó. Hiện tại bây giờ là đầu của 404 đang ở thân thể của 707 và đầu của 707 đang ở thân thể của 404. Đấy nên là anh em mình đang phải tìm cách gọi được cả hai lên đây, sau đó là khống chế 404. Khả năng 404 vẫn bị Serbian Lady nhập anh em ạ, nên là vẫn nhảy lo ca nó có anh em ạ. Đấy, rất là nguy hiểm luôn. Và bây giờ là anh em mình đợi gọi anh em lên đây, sau đó mình bàn một cái kế để làm sao bắt 404 về đây để mình triệu hồi lại hai đối thủ này lại. Ôi, anh em có lên đây không? Cô bình
Sao? Em vừa gọi 707 lên. Bây giờ nhá, anh em mình phải tập hợp vào, hôm nay bắt thằng 44. Nó bị siêu biển nhập rồi em ạ. Nó khả năng bị siêu biển. Bây giờ dụ nó vào đây xong anh em giữ nó để anh triệu hồi lại hai thằng nó trở về hình dạng của nhau. Nhưng mà anh vẫn quyết là cho hai thằng trở về. Bây giờ cho về thôi. Nhưng mà 44 nó đã ấy đâu. Khẽ nó chứ, bây giờ đại nguyên nó còn phá anh em mình nhiều hơn, em hiểu không? Ê ơi. Gì vậy? Thì em có điện thoại đây. Sơ bây giờ anh lấy đi. Chị rồi. Sao nó lại gọi cho anh? Để em nghe nhá. Hả? Thôi, anh bây giờ nó gọi nó tống tiền theo. Được. Sư Biên à? Đây. Đúng rồi. Nó đang đứng ở đâu đây? Ở đâu ấy? Ở đâu có bãi cỏ? Ở đâu có bãi cỏ? Hay là sân bóng? Để xem. Để xem nó nói cái gì. Ôi nó cứ nhảy đây em ạ. Cứ nhảy luôn. Nghe cái nhạc nó ghê thế. Này, 404 của tao đâu? Mày gọi có ý gì? Anh em đang nghi 404 là cái thằng cầm quay điện thoại. Thế chẳng em 404 phản bội mình à? Em đang nghi đấy á. Chết rồi. Xem hay là nó mua chuộc 404 về tin nó, xong bây giờ gọi điện để trêu ngươi mình. Lại một cuộc gọi nó đến đây. Lại gọi. Lại xem em đi. Mày nghe tiếp cho anh. Để em nghe mà. Ui. Nó vẫn bãi cỏ này em này. Ui, mặt nó đảo ấy. Em. Ui. Nó đang đi bắt người hay sao ấy. Đúng rồi. Nó lại gọi điện thôi. Ui. Sao? Ghê. Nhưng mà bây giờ em không hỏi nó thì làm sao mà biết 404 đâu mà cứu. Trời. Bây giờ nó có gọi lại không? Hay là em gọi lại cái số vừa nãy đi. Gọi lại. Ừ, em bảo bây giờ mày đang ở đâu? Ở chỗ nào phải gọi tao đến? Hiểu chưa? Muốn gì? Xem ý nó nào. Thì dám gọi điện cho anh em mình. Dám gọi điện cho anh em mình nhưng mà chúng nó không nói gì, nó chỉ quay cái cảnh nó nhảy ở cái đồng cỏ nào đó ấy. Mình đang nghĩ xem ở đây có cái đồng cỏ nào không? Khả năng 404 đang bị nó. Vậy mà lại xem em đi không? Ủa. Thế sao mày đang ở đâu? Sao mày cứ gọi điện thoại anh em tin vào tao đấy? Anh nó cứ gừ gào không biết nó đang nói cái gì cơ. Bây giờ em bảo là ở đâu để bọn tao đến bọn tao cứu 404. Thế bây giờ mày đang ở đâu? Để bọn tao đến bọn tao cứu 404. Anh nó bảo nó sẽ gửi lại tọa độ cho mình sau. Gửi á? Giả hơi thế nhỉ? Bây giờ không cứu được 404 là không triệu hồi được hai thằng kia lại với nhau cơ. Có khi nào mà nó định lừa anh em mình đến mà nó bắt tao không? Em đi là cũng có khả năng đấy, một là đúng không? Tự nhiên đến địa điểm đấy mình có vật gì mình trao đổi. Anh biết rồi. Ở chỗ mình chỉ có một cái sân sân cỏ thì giống như thế là cái sân bóng. Bây giờ anh em rình ra đấy xem là có cái gì không? Đi, anh em ra sân bóng xem có gì không? Anh nhìn là nó đang ở đấy lắm. Ui ơi. Đội biệt đội của anh em mình đây rồi. Thế còn đang xa xa đâu? Không phải gọi lên cả tin mạng nhẹ hú khí nữa. Mới thằng hú khí ra được vào tim đâu mà nó cứ lên đây cùng ấy nhỉ? Thằng này được cái là nhiệt tình nhưng mà thôi, cho nhiệt tình cứ để nó ấy đi. Bây giờ này nhá, TV Man này, 404 này. À đâu? Đây là 707. Ừ. 404 qua đây. Hôm nay anh bàn một kế hoạch này. Hôm nay là cố gắng tìm được 707 về để anh triệu hồi lại cái đầu của nó về với thân này của em. Và cái đầu này là về với thân của 44. Hiểu chưa? Đấy bây giờ đổi lại thôi chứ không như này nữa là nó cháy khoái quá. Mới lại hiện tại là 707 đang bị Serbian Lady ấy. Nó hôm qua là nó như kiểu nó nhập vào sao ấy. Nó cứ nhảy tăng thôi. Rất là ghê. Đấy, bây giờ anh phát hiện ra tọa độ là ở đâu nhỉ? Sân bóng nhỉ? Sân bóng nhỉ? Đấy, sân bóng nhá. Bây giờ tất cả 4 anh em mình, 5 anh em mình đi ra cái sân bóng ở sau nhà ấy. Thông là rình nếu mà có phát cứu 707 về đây để anh triệu hồi nhập vào em. Hiểu chưa? Thôi, bây giờ anh em mình đi ra. Đi ra luôn. Quay xe em đi luôn. Nhưng mà đi xe máy này làm sao đủ được từng ngày người? Đủ được xe anh em đi. Một xe này có đủ 4 anh em mình không? Đâu? Ui giời, TV Man. Ui giời, 404. Ui giời. Hubgy, ui Hubgy ngồi bên xe rồi. Được chưa? Anh em mình đi rồi. Anh đi à? Thế bây giờ anh ngồi đâu? Anh ngồi luôn đấy. Gì chặt quá. Nào, để anh đẩy ra ngoài kia nha. Ui nó vào kìa em ơi. Ôi kìa, đi xuống nhanh. Ui chết rồi chết. Ô, 707 thân 404. Này. Ui, nó chỉ mặt anh em ơi. Khả năng nó định tấn công đấy. Này, tao bảo này. Hôm qua là bị Serbian nhập đúng không? Sao hôm qua đánh anh em kinh thế? Ui, thôi này. Anh bảo, bình tĩnh thôi. Bây giờ toàn anh em thôi, mày bị nhập rồi. Bây giờ vào đây để bọn anh cứu mày, hiểu không? Vào đây bọn anh kiếm mày. Ui chết rồi. Em ơi, nó không nghe. Ui, Sibi lên đi, tôi đang tìm. Giờ thằng nào giữ được nó không? Ai vào trước? Hả? Ai vào trước? Hugi vào trước đi. Mày phải lập công cho anh em. Lập công. Ui.
tiếp theo ai đây? Cho tìm với mẹ đi. Tìm với mẹ. Tao đi. Ui. Chết được còn ai nữa? Hả? Bảy không bảy kì. Bảy không bảy em vào đi. Vào hỗ trợ tìm với mẹ. Ui. Đi. Ui, hai CBN một lúc à? Ôi trời. À, hóa ra là 404 dùng kế gọi là gậy ông đập lưng ông bắt trước để dọa lại. Ui, anh em ơi, điện thằng này nó đang không làm đấy. Tất cả vào giữ thằng này cho anh. Bắt nó. Rồi, được rồi, xong rồi. Đưa nó vào trong nhà, đưa nó vào trong nhà nhanh. Để anh triệu hồi, đưa vào trong nhà. Ôi, cho vào chị để anh em triệu hồi. Tìm em nào, anh em cho vào đây. Đưa nó vào cái ghế này cho anh. Cho vào đi. Đây rồi, đây rồi. Đây, vâng đây, đây này. Có cái thắt lưng này, cho nó lại. Chó lại. Chó lại. Chó lại. Chó lại. Đẩy nó vào đây cho anh. Đẩy vào cái máy tính này để anh bật cái chế độ thôi miên nào. Quay đây. Quay đi. Riêng cái thằng em bị thằng sơ biển thôi miên, bây giờ anh phải thôi miên để em trở về hình dạng của em, sau đó mới xác nhập được vào với 404. Mày nhìn đi. Nhìn đi. Đấy. Bỏ cứ bỏ mặt ra, bỏ mặt. Đấy, giữ mất, để cho nó nhìn đấy. Đây, cho bắt đầu thả tay nhá. Đấy, nó đang đơ đơ rồi em ơi. Anh em ơi, nó đang đơ đơ rồi. Ui, cẩn thận. Tự cả chó em là không biết rồi. Ui, chết rồi. Ui, không biết nó chẳng phải chị em ơi. Ui trời. Ơ. Thế như tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi em ơi, tỉnh rồi, thành công rồi. Tỉnh rồi. Ngồi đây em ơi. Ngồi đây. Tỉnh rồi. Rồi, để anh tắt cái quả thôi miên này đi. Em bị Serbian nhập hỏi, bọn anh hôm nay đã giải thoát cho em rồi. Đấy, bây giờ như này nhá. Tiện bây giờ em tỉnh chưa? Nhớ tất cả anh em đứng dậy nha. Đây này. Đây Minh Vương đúng không? Đây này. TV. À, đội đang biết rồi đúng không? Thôi rồi, nghe là tỉnh rồi. Thôi bây giờ anh nhá. Thôi tiện bây giờ anh sẽ đưa mặt em trở về với lại 404. Hiểu chưa? Chấp nhận nhá. Đấy, nếu mà trở về mà có vấn đề gì thì tính sau. Còn bây giờ để như này thằng si biển nó lại tìm em, nó thôi miên tiếp ấy. À, bây giờ 404 đấy. Em với lại 707 đứng vào tường này cho anh nhé. Đúng rồi. Đấy, hai thằng đứng sau tường cho anh. Đấy. Rồi, ok chưa? Anh em giơ tay ra trước, một tay thôi. Dùng tay rồi. Rồi, bè cho nhá. Cho hai tay này chạm vào nhau đi. Được rồi, ok. Hợp lý chưa? Vâng. Bây giờ anh em mình tắt điện đi một lúc nhá. Ui, em thấy một tiếng mắc mà chạy mọi người đúng không? Chạy, bè anh em tắt điện khoảng tầm 10 giây. Bật dậy là anh em sẽ hoán đổi cho nhau. Bình tĩnh nhá. Quả này trong này nó sẽ có sấm sét các kiểu anh em. Ui, về rồi. 404 về đúng mấy lại thân 404 này rồi. 707, đúng rồi, ui giời. Quá đẳng cấp luôn. Bè của em cảm thấy sao? Hả? Sức mạnh đã trở về với nhau chưa? Đấy, thôi bây giờ được rồi nhá. Từ giờ là không để xảy ra chuyện gì nữa. Thôi bây giờ anh em bắt tay các anh nhỉ. Mình vừa đính cái viên kim cương này vào răng xong rồi lại được tặng quả nhẫn kim cương đính đá nữa thì thôi rồi. Uy tín luôn nhìn. Cái gì ấy? Đâu? Cái gì? Ui, thằng này bị làm sao ấy? Tay làm sao đây? Con người kia gì trong này? Bị sao? Bị cắn à? Ui, nó mở này ra bị cắn á? Ui, đau không? Có đau không? Thế sao mấy đứa lại để nó nghịch vào cái hộp này đâu đây? Sao lại có cái gì trong này mà nó lại đau được nhỉ? Anh mở ra đi. Cứ nào. Ui. À bọn này chọn anh à? À giờ mấy thằng này chọn mình các bạn ơi. Ui con nhện này. À nhện giá, đây là nhện giá. Đứa nào nghĩ trò chọn anh đấy hả? Cả đám luôn anh.
Đây anh ạ, hôm nay mình bị mấy em này em mới tròn lại. Ê, kinh, đẳng cấp đấy, được. Đứa nào kiếm này ở đâu ấy? Bọn em mua. Mua à, ok nhá. Thế cho anh xin luôn nhá. Cho anh luôn. Để vậy anh cho anh dư các C với anh Toàn Ngơ nhá. Vâng. Ok, rồi, được đấy. Hôm nay bị tròn sợ bãi trưởng các bạn ạ. Đấy, rồi, mình xin nhá. Ok các bạn ơi, đấy, lên nhà thì anh em nó đi chơi hết rồi. Đấy, mình tranh thủ có ba cái con chó giữ trong nhà này, mình tròn từng con một xem nó có sợ cái con nhện độc này của mình nhá. Ý, kinh phết các bạn ạ. Đấy, thử tròn con nào trước giờ nhỉ? Tròn con ngáo này. Ngáo hút kia, trông chán đời đấy em ơi. Này, này biết gì không? Ui, ui. Không sợ. Đấy, con ngáo nó không sợ lắm các bạn. Tròn con gấu Alaska khổng lồ nhá. Này. Này. Mở ra nhé các bạn nhé này. Ui ơi. Không sợ các bạn ạ. Mặt nó tỉnh mơ này. À, gấu tuyết này. Tròn gấu tuyết luôn. Thế này. Này. Biết gì đâu. Này. Ui. Đúng là bọn chó này nó chẳng sợ cái gì đâu các bạn. Nếu mà có khi nhận thật có khi nó đớp luôn đấy. Rồi ok. Chó nó không sợ thì bây giờ là tròn người sợ nhé các bạn nhé. Giờ mình sẽ bọc quả này vào để mình tròn toàn. Ok các bạn ơi, đấy thì cái hộp quà này nhá, đấy mình đã bọc xong rồi. Đây là một cái món quà để mình tặng Toàn Ngơ. Đấy các bạn biết nó là cái gì đúng không? Một con nhện độc trong một cái hộp. Đấy thì bây giờ mình sẽ vào, mình sẽ để trong phòng. Hiện tại Toàn Ngơ nó chưa về đâu nên mình phải thực hiện cái phi vụ này. Mình sẽ gắn camera ở kia, sau đó là xem phản ứng của Toàn Ngơ khi mở cái hộp quà này ra xem là nó có sợ không các bạn nhé. Mình chắc chắn 100% các bạn là nó sợ nhảy cẫng lên luôn. Ok, thôi bây giờ mình vào mình sẽ bố trí gọi là bày binh bố trận các bạn nhé. Thực hiện cái màn tròn đẳng cấp cho các bạn xem. Đây, cái lút bạc của Toàn Ngơ này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đấy. Hôm qua là mới khoan để lắp vào đây. Đấy, vậy là tổng cộng là anh em mình có 4 cái lút bạc rồi. Hai cái của ZKC, một cái của Hùng Panda và một cái của Toàn Ngơ các bạn nhé. Đấy, cái của mình thì mình rất là buồn. Đấy, các bạn có nhìn thấy này, chữ YouTube mất chữ U rồi. Đấy, chữ Panda mất một tí khoét đây này. Đấy, tại vì hôm nọ nghịch ngu quá các bạn ạ. Dán thành nút vàng đâm ra nó mới bị như thế. Nhưng mà hôm nào mình sẽ mua cái đề can mình dán vào đây. Hộp quà này bây giờ mình sẽ phải để vào cái bàn này của Toàn Ngơ. Đấy, cái bàn máy tính của Toàn Ngơ nhá. Đấy, để tí nữa nó về là nó sẽ mở ra. Mình đã kiếm được một tờ giấy rồi. Bây giờ mình sẽ viết vài lời vào đây để gửi tới Toàn Ngơ. Đấy, đôi lời gửi tới Toàn Ngơ các bạn ạ. Thì nó mới tin chứ không để mỗi hộp quà đây về nó lại tưởng của Dương chưa chắc nó dám mở đâu. Đấy, xem viết gì. Xong tờ giấy rồi nhé. Đấy, viết thế này thì nó mới biết là cái quà này là tặng cho nó thì nó mới mở, chứ không về nó tưởng quà của ai nó không dám mở đâu. Bây giờ mình sẽ để cái hộp quà đây nhé. Đấy, đúng cái bàn chơi game của nó. Ok các bạn ơi, đấy, sau một hồi tìm tòi thì mình phát hiện ra cái góc này. Đấy, cái góc này là một cái góc mình thấy là có vẻ uy tín đấy. Góc này thì mình đặt cam vào đây. Đấy, nó sẽ check ra được cái chỗ ghế làm việc này của nó nhé. Đấy, cái ghế bàn chơi game của nó. Đấy, cái món quà kìa. Đấy, mình đặt ở đây khả năng là chỗ này kín đáo đấy. Đấy, bây giờ mình bật sẵn chế độ quay phim nha. Ok, đấy, bây giờ mình sẽ đặt ở đây các bạn ạ. Đấy, đặt ở đây, hy vọng là nó không biết. Đấy. Đấy, ok. Bây giờ là phải giấu cái gì cho nó kín kín các bạn ạ. Đây, giấu cái ví này. Đấy, ok. Đấy, có khi là không để ý đâu. Ok, bây giờ còn một góc quay nữa, mình khả năng là phải đặt ở đây đi. Đặt ở chỗ này, thông tí mình sẽ che cái rèm này vào. Đấy, góc này thì nó sẽ check được như này. Đấy, sẽ thấy được toàn cảnh của nó các bạn nhé. Đấy. A few moments later. Quà này, rồi quà. Quà thế nào? Quà nhân dịp đặt nút bạc. Ây chà chà. Được đấy. Có gì tốt nào? Vui lên. Đã ông Hùng thì lên. Tặng quà thì lên. Lúc nào thì được. Ghi trước lên nhá. Sẵn cho quà rồi. Quà đấy. Đồng hồ. Đấy.
Còn bọc giấy này, đùa ơi. Dạo này bày vẽ. Không biết quà gì. Đồng hồ. Sao đấy? Sao mặt ỉu xíu kìa? Quà đấy hả? Ô, tiếng chẳng quà. Là sao đấy? Vậy là sao đấy? Anh thấy mày hét ở Mỹ trong nhà cửa lên là sao đấy? Lên đi tưởng không ai quá đâu, núp cho mình. Ô, thế đây có phải quà không? Quay. Đây có phải quà không? Quà, đây mà là quà. Anh em này, ấy. Ý, con nhện này anh nói mày nuôi không cần tốn cơm em, đấy. Anh cho lại đi, em thật anh, em đây là người còn khỏe mạnh, những người đau tim người ta chịu. Đùa tí các bạn ạ, mình tưởng toàn ngơ thế nào trông to khỏe cơ bắp này, đấy, cuồn cuộn đi tập gym, nhìn con nhện này sợ thì hét ầm ĩ cả nhà lên. Thôi đây là món quà. Bắt đèn anh. Hả? Bắt đèn đây. Bắt đèn thì thôi, món quà anh tặng mày thật, đây đây, quà đẹp không? Thôi bây giờ nhảy nhá. Ờ, làm sao? Quà thì em có thể bỏ qua anh được. Ừ. Nhưng mà anh phải bây giờ anh phải cho anh Dương. Cho tí nữa anh Dương về anh cho anh Dương để anh xong. Hay anh mày tự đặt camera cho thằng Dương nhé. À. Anh mày đặt camera cho Dương. À. Đây anh vừa đặt cả một cái cam kia nữa kìa. Anh cho mày đấy. Ây, sợ. Nhưng mà thôi thật thật sự mày anh muốn tặng mày món quà anh ít tiền quá anh chỉ mua được con nhện này thôi. Mua cái quà nó cute nó dễ thương. Cái này là dễ thương. À thôi rồi cho là ok. Bây giờ cho Dương nhá. Dương khả năng không biết đâu. Tí nữa về ông đang yên cơm. Tí nữa về nói phép là fan gửi cái này cho Dương nhá. Để xem phản ứng nào nhá. Ok. Đấy, anh em anh nhìn đây, con nhận uy tín nhá. Nói thật với các bạn là giật mình phết đấy, không phải đùa đâu. Đấy, toàn ngơ nó tập gym này nó còn sợ mà. Giật mình. Bây giờ nhá, vẫn cái camera này anh Nhật để đây nhá. Không đợi Dương về chú phải chờ vào đưa chú bảo là fan gửi cái gì nhá. Ok, đây, cầm. Em okay. Cho. Ừ. Anh cho. Anh quay cho. Anh quay cho. Thế anh ngồi kia nhá. Ok, ok. Vậy các bạn ạ, phải nói toàn ngơ này nó mưu mô thật ấy. Mình cho nó bây giờ nó lại lấy luôn cái đấy để nó cho Dương. Nhưng mà được, thằng này hay, ý tưởng tốt. Bây giờ thì bí một bé một thôi, đợi Dương về. Uầy, về. Ê, đâu về em? Em đi, đâu anh biết em đi đâu? Ai biết được máu Grab này đi lái xe ôm à? Đâu, em lấy viên đính viên kim cương mà răng. Đâu? Đấy. Răng hả? Đâu, xem nào. Uầy. Ê anh em ơi, ui đẳng cấp chưa hả? Lớp lánh không? Lớp lánh không? Phải xoay đèn nó đắt tiền không? Đắt tiền không? Hả? Đắt tiền không? Anh kim cương. Mày để im anh thử đèn flash vào xem đấy, nó có. Đèn flash vào mới nhìn thấy viên kim cương. Ông ơi, ui. Ui, bóng lắm anh em ạ. Ấy ui. Đây tuy là kim cương nhân tạo thôi nhưng mà một viên này nó có trị giá 20 triệu đấy. Hình như cái này của Ronnie đen nan làm hả? Thằng bạn em nó tặng em viên này. 20 triệu á? À không, thực ra là nó chỉ tặng em công nắp vào thôi chứ còn kim cương này em phải bỏ em tiền mua. Đúng là đại gia khác. Anh ơi, vừa rồi có bạn khác ăn sang chơi ấy, bạn tặng anh kia hơi đẹp ấy nhỉ. Đẹp chứ. Thế, nhưng mà ăn cái đấy là nó nuốt phải nhá. Không, cái này dính vào răng luôn mà. Bây giờ ai nó này nó răng là. Đây là bảo hành đến lúc dụng. Nhưng mà nếu mà chẳng không may mà dụng mà nuốt phải thì khả năng là phải sàng nhỉ. Sàng, toàn ngơ lúc đấy lọc nhá. Khi quá trẻ. Đúng sàng. Ơi, em bảo đây. Lại có bạn khác bạn sang chơi bạn tặng anh quà đuổi chắc em đuổi đi mình với toàn ngơ cùng team mà không được lại quà đẹp chưa trời ơi đấy, lần nào cũng được tặng quà ui in luôn cả con Alaska nhá à, sao biết mình dùng iPhone 12 Pro Max thì đã gọi là fan cứng này cái gì chẳng biết nhờ.
Đẹp. Ôi, mọi người ơi, in cả ảnh avatar Facebook với YouTube của mình lên đây. 1 tỷ người đăng ký á. Ui, 1 tỷ người đăng ký. Ui, phá kỷ lục YouTube à? Phá kỷ lục. Thôi, thực ra là bạn ấy tặng mình là bạn ấy viết như thế là được rồi. Nói thật anh với Toàn rất là buồn vì fan này toàn dành tình cảm cho chú rồi. Sao lại có tặng anh cả cái nhân tính nhá? Đây, mọi người, bạn fan bạn ấy biết cả mình dùng iPhone 12 Pro. Nắp thử xem đẹp không? Khả năng mình không dùng iPhone toàn ạ, nên là đâu, là không tặng. Em có dùng mà không được tặng. Máy đéo, 12 nó phải khác. Ui, vừa in luôn. Ui, đẹp phết anh em ạ. Vừa in luôn mà. Ui xa, đẳng cấp luôn nhá. Vừa in luôn. Thôi Toàn đưa lốt cái hộp nhẫn. Bạn tặng luôn cả cái nhẫn đấy. Nhẫn đính đá. Ừ. Mẹ, anh không biết fan đại gia không, nhưng mà phải nói thật là đúng là fan này nó uy tín thật đấy. Các bạn ạ. Mình vừa đính cái viên kim cương này vào răng xong rồi lại được tặng quả nhẫn kim cương đính đá nữa thì thôi rồi. Uy tín luôn. Uy tín luôn như gì cơ. Uầy. Uầy. Nhẫn. Nhẫn gì? Nhẫn đâu? Sao? Để quà đấy anh tặng. Mà nó lém mình thì cưới tay các bạn. Ừ, sao không? Hay phết nhỉ? Hay như thế nữa. Toàn người vãi trưởng nhỉ? Mày thấy cái món quà của anh đẳng cấp không? Mình cho đấy anh bị chịu trận. Mình bị chịu trận các bạn ạ. Đấy, nhưng không sao, anh em sợ là đúng rồi. Anh vừa cho em ấy, rồi cho đeo xoay rủ em tí về tí anh cầm vào. Em cho thằng Minh Vương. Tí về mày cho Vương nhá. Tí cho thằng Minh Vương. Anh cho chú ấy, chú cho thằng Vương đi. Giật cá mình như hú hồn luôn. Mình cứ tưởng là món quà trong đây thật. Mình kéo ra để mình xem. Đấy, các bạn thấy màn cho này nó đẳng cấp không? Mấy sợ nhận sẵn. Quá cái đẳng cấp. Cái này nó bâu một phát. Đấy, bâu vào tay luôn. Rồi. Đấy, tròn nó phải như thế. Phải nói là ông nào mà thiết kế ra cái hộp tròn này thực sự là rất là bá đạo. Không, phải nói ông nào mua được cái hộp tròn này về nó mới bá đạo nhỉ. Bỏ ra anh tặng em món quà rút bạc. Xong anh còn bỏ em là cho cả anh. Rồi, được rồi, tí được em không? Cầm cái này em tròn là Minh Vương luôn. Đúng rồi. Vương sợ vãi trưởng luôn nhỉ. Mẹ, cuối cùng mình bị một phát lém sưng tay rồi các bạn ơi. Đấy, tí tay rồi. Nhưng mà thôi, anh tròn chúng mày sợ thì nó mới là đẳng cấp. Là. Đấy, ok các bạn nhé, đấy. Thì màn tròn của mình dành cho Toàn Ngư và cộng với cả Dư Cát Xê là thành công rực rỡ các bạn nhé. Dương nó sợ quá, nó lém sưng cả tay mình đấy các bạn. Ok, đấy. Nếu các bạn có cái màn tròn ý tưởng nào hay nữa thì cứ comment xuống nhé để mình thực hiện cho các bạn coi nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.